Thưa quý vị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và Nghị quyết số 08 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp cao hơn trong công tác phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau. 1. Kể từ 18 giờ 0 phút ngày 31 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, thôn cách ly với thôn, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện. 2. Yêu cầu đối với người dân. A. Yêu cầu mọi người dân không được ra khỏi nhà, chỉ được phép ra khỏi nhà trong những trường hợp sau: đi mua lương thực, thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng, mua thuốc chữa bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác như thiên tai, hỏa hoạn, đi công tác, công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở nhà nước, tác nghiệp báo chí, đi làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động, các nhà máy, cơ sở sản xuất được phép hoạt động, tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu, thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thông tin phòng chống dịch theo quy định. Các trường hợp đặc biệt khác khi được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bằng văn bản. B. Người dân không được ra khỏi thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị này. C. Ủy ban Nhân dân các quận huyện ra quyết định thiết lập các chốt kiểm soát ở các khu dân cư, trên các đường giao thông chính, thành lập các tổ tuần tra cơ động liên ngành để kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách và xử lý các hành vi vi phạm.